Dân quân tự vệ vẫy xe đi giữa đêm giấy nghiêm, cô gái chỉ đưa mảnh giấy quyền lực lập tức được cho qua. Hóa ra thân thế của cô gái đi xe trong đêm giới nghiêm lại đặc biệt như thế. Đã hơn một tuần, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giờ giới nghiêm, yêu cầu mọi người dân ở nhà không di chuyển ra đường trừ những trường hợp thực sự khẩn cấp. Sau một thời gian áp dụng tuyên truyền và xử phạt, nhiều người dân đã có ý thức hơn trong việc chấp hành quy định mới này. Vậy thì trong đêm giới nghiêm, những ai vẫn ra đường? Ngoài lực lượng chức năng công an, cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ đang túc trực để đảm bảo an ninh cho thành phố, ngoài trừ những người thi thoảng có việc khẩn hoặc nhỡ nhàng có việc, còn một đội ngũ nữa vẫn đi trên đường vào giờ giới nghiêm. Một dân quân tự vệ trẻ đang công tác trong lực lượng hỗ trợ an ninh trực chốt chống dịch ngoài đường mới đây đã quay lại clip chạm mặt một trong những người phụ nữ quyền lực như thế. Trong đêm phong tỏa, khi đang trực chốt thì anh chàng thấy một phụ nữ đi xe máy đang lao đi. Anh chàng ra dấu hiệu yêu cầu người phụ nữ đi chậm lại, dừng xe để kiểm tra. Cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng khi người phụ nữ mặc áo dài tay, đeo găng tay y tế dừng xe. Chị ơi, thắng lại giùm em. Chào chị nha, chị đi công tác ở đâu vậy chị? Khi đó, người phụ nữ trả lời là làm tại bệnh viện nhiệt đới và giơ thẻ công tác kẹp sẵn trên vai ba lô ra. Chị nhân quân tự vệ sau đó nhỏ nhẹ, cho em kiểm tra cái nha. Rồi ok, tới đi chị, tranh thủ về nhà sớm giùm em nhé. Người phụ nữ nhanh chóng được cho qua. Khi đăng tải clip này trên trang TikTok cá nhân, cách ứng xử đặc biệt là giọng điệu rất nhã nhặn lịch sự của chàng dân quân tự vệ đã nhận được nhiều lời khen của dân mạng. Một người bình luận, dịch bệnh mệt mỏi, thứ duy nhất làm dịu đi bây giờ là cách nói chuyện, đối xử với nhau. Anh chàng cũng nói thêm, đa số các trường hợp vi phạm giới nghiêm mà không phải là người làm công tác phòng dịch như nữ nhân viên y tế trên đều được tổ công tác nhắc nhở và hướng dẫn mọi người đi đúng lộ trình. Chỉ có những trường hợp cố ý làm lây lan dịch bệnh hoặc không có lý do thiết yếu mới bị phạt. Trên trang cá nhân, dân quân tự vệ trẻ này cũng cho biết mình tình nguyện tham gia để muốn góp sức chung tay với cả nước để phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh những clip ghi lại chuyện ngoài đường sau 18 giờ, anh chàng cũng quay lại một số clip về công việc của bản thân. Chàng trai tiết lộ sau giờ giới nghiêm vẫn có những người ngồi vạ vật ngoài đường, nhưng không bị xử phạt mà còn được lực lượng chức năng tặng quà. Họ là những người vô gia cư, không nơi nương tựa, nên tới tối sau 18 giờ là em đi phát cơm cho họ để giúp họ qua cơn đại dịch này. Những clip ngắn của chàng dân quân tự vệ đã lan tỏa nhiều năng lượng tích cực một cách dễ thương như thế. Không chỉ ghi điểm vì giọng nói nhỏ nhẹ, anh chàng cũng nhận được nhiều lời khen vì cư xử văn minh với người khác, kể cả những ý kiến trái chiều, hoài nghi mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.